Sao ta có thể là luyện thi được chứ? Sư huynh chắc chắn là đã hiểu lầm rồi, mong là sẽ cho ta cơ hội tự chứng minh bản thân trong sạch. Không phải trên người người có pháp khí gì đó có thể che giấu tử khí đấy chứ? Sao cơ? Sư huynh muốn bảo ta cởi sạch trước mặt mọi người giống như ngôi sao. Tinh, dần thẳng mặt, cộng 53 điểm tạo hóa. Tiểu tử chết tiệt, lão phu phải lột ra ngươi. Điều trưởng lão làm gì vậy? Thả ta ra. Được rồi, vương tuyệt trưởng lão, chuyện giữa các tiểu bối thì để bọn chúng tự giải quyết đi. Lão già chết tiệt, nếu như trước đó không phải có âm sát châu thì ta đã bị ngươi diệt khẩu rồi vương tuyệt trưởng lão ta đang nghĩ cho tôn nhi của ngươi mà nếu như ta cởi trước mặt mọi người thì các vị sư huynh thì ở đây đều sẽ so sánh sẽ khiến tôn nhi của ngươi càng tự ti hơn chắc chắn tâm sẽ sinh ma tinh dần thẳng mặt nhân 2, cộng tám mươi điểm tạo hóa tên khốn lao tử xé rách miệng của ngươi miệng của tiểu tử này đúng là ác thật đấy giết người giết người giết người giết người giết người linh căn nếu ngươi có gan thì hãy trực tiếp kiểm tra linh căn của ngươi ở đây thử vật tà đạo không có linh căn dùng linh thạch thử là biết rồi tông chủ chuyện này không thể được Tuy bây giờ cảnh giới của sư đệ rất thấp nhưng ảnh tượng Hàn Đành với Vương Đăng đã đủ để thấy tiềm lực kinh người của hắn rồi. Chỉ cần đào tạo chút là có thể giành được vinh dự cho Tông môn ta trong đại hội thường lan lần này rồi. Mà linh căn của đệ tử tham gia thi đấu, vì để tránh bị Tông môn khác nhắm vào phải giữ bí mật trước khi thi đấu, chỉ cần sư phụ biết là được rồi. Cho dù kiểm tra cũng phải để chính Dương Phong ta kiểm tra. Ha ha, về chính Dương Phong người kiểm tra, vậy chẳng phải kết quả vẫn là các người nói ra được sao? Vương Tuyệt, người nói thế là có ý gì? Người thấy lão phu sẽ bao che tà ma sao? Chuyện này nói không chắc. Ngươi, được, các vị tiền bối không cần cãi nhau nữa, ta kiểm tra linh cắn trước mặt mọi người cũng được, sau khi chứng minh được sự trong sạch của mình, ta cũng không cần đại sư huynh phải dập đầu xin lỗi cái gì, dù sao cũng phải suy nghĩ cho tông môn. Tiểu tử này thật rộng lượng, cũng coi như là không đánh không quen biết với đại sư huynh, mong sau này họ có thể thành một đoạn giai thoại, chỉ cần bồi thường cho ta 300 vạn linh thạch hạ phẩm làm phí tổn thất tinh thần là được. Ngươi còn dám đòi, bổng lộc một tháng của lão phu cũng chỉ mới có 100 vạn linh thạch hạ phẩm, không lấy ra được thì thật ngại quá, Ta vẫn nên để sư tôn của ta đi kiểm tra cho ta vậy, đến lúc đó sẽ thông báo kết quả cho các ngươi. Được, 300 vạn thì 300 vạn, bây giờ ngươi kiểm tra luôn cho ta. Đúng lúc trên người của lão thân có một viên tắc linh thạch, cũng coi như là một người công chính đúng không? Tắc linh thạch này có thể kiểm tra ra được phẩm chất và linh căn ngũ hành cơ bản, linh căn dị trùng chỉ cần dùng các linh thạch đặc thù để kiểm tra, lão thân tạm thời không có. Các màu sắc khác nhau đại diện cho những thuộc tính khác nhau, độ dâng lên của cột sáng đại diện cho phẩm chất linh căn, nếu như ngươi không thuộc trong linh căn ngũ hành thì cái này sẽ có màu xám. Nếu như không có linh căn thì tắc linh thạch sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Nắm ở phần tay cầm bên dưới là có thể kiểm tra ra được rồi. Sư đệ, yên tâm đi sư tỷ, không sao đâu xem đi hắn chính là đây ngũ sắc linh căn ngũ hành tạp không thể nào sao hắn có thể có linh căn được linh căn ngũ hành tạp đó không phải là thể chất bình thường không thể tu luyện sao sao hắn đã đến luyện khí tầng năm rồi không đúng nhìn kìa cột sáng vẫn còn đang dâng lên chuyện này sao có thể linh căn ngũ hành tạp chỉ có phàm phẩm thôi mà chẳng lẽ vừa nãy không thể tuy hiện tại cảnh giới của sư đệ rất thấp nhưng hắn có tiềm lực kinh người trong ảnh tưởng chiến đấu với vương đăng ta vẫn chưa dung hợp yêu linh căn Hệ thống, các linh thạch có thể hách được không? Có thể, ký chủ muốn hiển thị linh căn gì? Người tự xem đi, tốt nhất là cái gì đó mạnh mạnh chút. Một là có thể khiến ta vượt cấp hạ được vương đăng ngay trong chốc lát, tìm một lý do hợp lý. Hai là khiến bọn họ coi trọng ta hơn, tiện cho việc tự bảo vệ mình trong tông. Được, tinh, cộng 846 điểm tạo hóa, ngũ hành cấp phẩm. Đây, đây sao có thể được? Trời à, vậy mà, vậy mà là linh căn ngũ hành hỗn độn. Hả, chuyện gì vậy? bên đó không phải là nơi kiểm tra đệ tử nhập tông sao sao lại đặt trận pháp cách tuyệt điều trưởng lão người phụ trách xóa ký ức liên quan đến kết quả kiểm tra linh căn của tiểu hữu này với tất cả đệ tử trong trận pháp hệ thống ta còn nói với ngươi là mạnh một chút tất cả trưởng lão tại hiện trường bao gồm cả bản tông chủ cũng phải xin thể với đạo tâm tin tức tinh dạng tiểu hữu có linh căn ngũ hành hỗn độn tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài ngươi rõ ràng là mạnh quả đáng rồi linh căn ngũ hành bình thường là linh căn tạp chỉ có một loại phẩm giai là phàm phẩm cũng là linh căn của đa số người bình thường xác suất hấp thụ được linh khí rất thấp không thể tu luyện được gọi là linh căn phế nhưng có một loại linh căn ngũ hành là ngoại lệ đó chính là linh căn ngũ hành hỗn độn Linh căn này không chỉ có tốc độ hấp thu linh khí có thể sánh được với thiên linh căn cực phẩm, mà cho dù tu luyện thuộc tính nào thì bốn loại thuộc tính còn lại cũng đều sẽ tăng trưởng theo. Linh căn ngũ hành hỗn độn chỉ từng xuất hiện ba lần trong lịch sử vạn năm của thiên không thần châu. Người có linh căn này chỉ cần không chết yểu giữa đường thì đến cuối cùng nhất định sẽ trưởng thành thành cường giả trí tôn có thể thay đổi cục diện thế giới. Các vị tiền bối, đưa ta đến đây là có ý gì vậy? Ha ha, đừng lo lắng, ở đây nói chuyện tiện hơn. Tinh dạ tiểu hữu cũng thật là, tiết độ linh căn ngũ hành hỗn độn của mình trước mặt nhiều người như vậy, bản tông chủ vì để phong tỏa tin tức đã vắt cạn hết chất xám đấy. Hết cách rồi, vương đạo hữu thực sự là dồn ép người quá. Lão phu đã trừng phạt vương kiệt trưởng lão và vương đăng sư chất rồi. Bọn họ rất ai náy về chuyện đã hiểu lầm tiểu hữu, đã đi chuẩn bị linh thạch để đền tội rồi. Bọn họ sẽ không vì để báo thù ta mà cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài chứ. Tiểu hữu yên tâm, tất cả các đệ tử có mặt ở hiện trường, bao gồm cả vương đăng sư chất, đều đã bị điều trưởng lão xóa ký ức liên quan đến rồi. Mấy lão già bọn ta còn có vương tuyệt trưởng lão cũng đã xin thể với đạo tâm rồi, một khi tiết lộ tin tức ra ngoài thì đạo tâm sẽ vỡ nát, mất hết tù vi. Hả? Vậy? Vậy cũng nghiêm trọng quá rồi. Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. So với việc bảo vệ đạo hữu thì những chuyện nhỏ này đều không đáng nhắc đến. Ngược lại là tiểu hữu, chuyện ngươi là linh căn hỗn độn có người khác biết không? Không, không có. Xác định là không có. Xác định nhất định và khẳng định. Không cần treo thưởng nữa. Đệ tử chờ lệnh của giai sát các đều có thể trở về rồi. U Minh Đường có thể rút lui rồi. Ảnh Minh cũng có thể về rồi sao thế liệu sư chất không phải là bảo ngươi đợi ở bên ngoài chút sao sư muội tiểu uyển của ta xảy ra chuyện rồi cái gì cùng long sư huynh lần này vương Đăng đã mất hết mặt mũi rồi đúng vậy nói người ta là luyện thi kết quả người ta có linh căn còn là là linh căn gì ấy nhỉ không nhớ nữa hả ta cũng quên rồi hình như là linh căn gì đó rất ít gặp tránh ra trưởng lão bài kiến vương tuyệt trưởng lão người hắn đẩy là vương đăng đúng không sao lại bị thương nghiêm trọng hơn rồi hử đã không nhìn ra hình rồi chống chấp pháp đường xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa, không phải ngươi nói hắn là luyện thi của tà tu kia còn đeo nhẫn chữ vật có trọng bảo của hắn sao kết quả kết quả ngươi lại đắc tội nhầm thì thế nào gia gia đáng tiếc linh thạch sao cùng lắm thì gán cho hắn tội danh rồi đưa đến cốc hủy tội tôn nhi sẽ khiến hắn nôn ra hết nghe đây người tuyệt đối không được phép nhắm vào tên đó nữa chút nữa chúng ta sẽ đưa linh thạch đến cửa xin lỗi gia gia người đang nói gì vậy dựa vào cái gì ta là hy vọng của tông môn chúng ta đại hội thương lan trong tương lai liên hôn của vạn tự môn đều dựa vào tôn nhi tiêu tử đó là cái thá gì chứ cũng xứng để ta xin lỗi ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nếu như ngươi còn nhắm vào hắn nữa thì chính là đang đối đầu với cả thanh vân tông đến lúc đó ra ra cũng không thì giúp gì được cho ngươi sao sao có thể rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hắn là ai hắn là hy vọng thật sự của thanh vân tông trong tương lai không thể nào sao có thể hắn là luyện thi rõ ràng là ta đã hạ cổ nói thật nhẫn nhịn một chút đây là trừng phạt cho những hành động lỗ mãng của ngươi cũng là thành ý nên có để nói lời xin lỗi ấy mùi thịt nướng thơm quá đến giờ ăn cơm rồi sao tinh cộng 17 điểm tạo hóa cái gì ta khen thịt nướng thơm thôi mà cộng điểm gì chứ vương tuyệt trưởng lão người cũng đúng thật là làm tôn nhi của người thơm như vậy làm gì khiến đại sư thể cũng thèm thuồng rồi kìa ta không có thèm tinh cộng 38 điểm tạo hóa. Tinh giả đạo hữu, trước kia đều là hiểu lầm, người cũng đã nhìn thấy rồi, lão phù đã dạy dỗ hắn một trận rồi. Ngoài 300 vạn linh thạch mà ta đã đồng ý bồi thường đạo hữu ra, ta sẽ tặng thêm 200 vạn nữa, tổng cộng là 500 vạn linh thạch. Mong tiểu hữu có thể tha thứ cho sự mạo phạm trước kia của ta và Tô Nhi ta. Là tại hạ có mắt không chồng quan uổng cho đạo hữu, mong đạo hữu tha thứ. Được rồi, nể tình các người cũng rất chân thành, ta tha thứ cho các người. Linh thạch thì đại sư tỷ giữ giúp ta đi, coi như là tạm ứng xính lễ. Khụ quệ, khụ khụ. Vương Đăng, chuyện của ngươi và sư đệ đã giải quyết được rồi, bây giờ nói chuyện của chúng ta đi. Ngươi nói cái gì vậy? Thiên Vân sư muội, ra đây đi. Lạc Tình, ngươi có ý gì? Ta chịu đủ rồi, không muốn bị ngươi sai khiến nữa. Vương Đăng đây là chuyện gì tiểu uyển sư chất biến thành dáng vẻ này là có liên quan đến ngươi nói ra thì dài trước kia ta hiểu lầm tinh dạ đạo hữu là luyện thi cũng đều bởi vì nữ tử này ta còn định đưa nàng ta đến để tạ tội với đạo hữu nữa đều là nàng ta chắc chắn tinh dạ đạo hữu chính là luyện thi bọn ta không tin nên đã ra tay hơi nặng với nàng ta một chút rõ ràng là ngươi hành hình bức cung muốn xác định thân phận luyện thi từ miệng của tiểu uyên sư muội sư muội bị tra tấn thế nào cũng không chịu nói cuối cùng ngươi còn dùng đến cổ chung nói thật Ồ, vậy ngươi không nói cho bọn họ biết những chuyện này là ai đã ra tay sao là ta không chỉ chuyện này ta đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý theo chỉ lệnh của ngươi ta sẽ nói tất cả mọi chuyện và chứng cứ cho tông chủ chấp nhận mọi hình phạt mà tông môn đưa ra ha buồn cười những chuyện đó rõ ràng là tự ngươi làm tội lớn nhất của ta đó chính là quá mềm lòng nề tình cùng là đồng môn muốn để ngươi hối cải nên mới không vạch trần ngươi ra tùy ngươi nói gì bây giờ ta sẽ đi gặp tông chủ để xem khi có chứng cứ xác thực hắn có tin ta không. Mau, mau ra tay đi, có chứng cứ thì đã đưa cho tông chủ trước khi ta đến rồi đúng không? Bây giờ người tự bại lộ là muốn ta ra tay làm gì đó với người sao? Lạc tình sư muội. Hai, thất bại rồi, một khắc trước. Trong cơ thể của ta đã bị hắn hạ sinh tử cổ, chỉ cần hắn khống chế cổ mẹ là có thể khiến ta chết ngay lập tức. Tuy những chuyện ác độc trước kia của hắn ta không thể lấy ra chứng cứ thuyết phục được, nhưng ta sẽ giả vờ có, dùng đó để ép hắn dùng cổ trùng giết chết ta. Vậy thì có thể định hắn tội tàn sát đồng môn rồi. Với cơ thể hiện tại của hắn, chỉ cần bị đưa đến cốc sám hối thì chắc chắn là sẽ chết. Ngươi muốn hy sinh bản thân sao? Đây là kết cục ta nên nhận được. Cứ cho ta nói lời khó nghe. Đồng môn bị các người sát hại có lẽ không chỉ có Tiểu Uyển, sao lại cứ phải bây giờ nội sinh lòng tốt phát hiện ra? Trước kia cho dù là ta có chết thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Sự xuất hiện của ngươi khiến ta nhìn thấy được cơ hội lật đổ vương đăng vương đang là một người rất tự phụ tất cả mọi chuyện đều được lên kế hoạch rất cẩn thận nhưng ngươi lại khiến kế hoạch của hắn đổ vỡ hết lần này đến lần khác chịu sự sỉ nhục chưa từng có bây giờ hắn mất đi lý trí là cơ hội tốt nhất để tính kế hắn tuy không có khiến những tội ác kia của hắn được lôi ra ngoài ánh sáng nhưng có thể kéo hắn chết cùng ta cũng đã mãn nguyện rồi không ngờ ta che giấu tội ác cho ngươi đổi lại ngươi lại cắn ngược lại ta một cái Gia Gia, tất cả những chuyện ác nữ nhân này làm bao gồm cả chuyện tàn hại tiểu uyên sư muội tất cả con đều đã dùng đá lưu ảnh để ghi lại rồi, đang để ở trong nơi ở của con. Đến lúc đó mong người sẽ xử lý theo môn quy, ngay từ khi bắt đầu ta chỉ là công cụ gánh tội cho người thôi đúng không? Lại còn nói loại câu như vậy nữa, đúng thật là khiến lòng người ta rét lạnh. Những chuyện đã che giấu tội của người là sự thật, sau khi người chịu tội, ta cũng sẽ không thoát được, sẽ chấp nhận trừng phạt nên phải nhận đương nhiên sư muội lấy ra bất cứ bằng chứng gì thì là ta có thể tham gia vào việc ác thì ta cũng sẽ không đùn đầy trách nhiệm nếu nói chứng cứ nhân chứng không phải là đang ở ngay trước mắt sao ngươi đừng nói nữa người bị hại này cũng có thể làm chứng lời nói của nàng ta đương nhiên là đáng tin rồi ta cũng hy vọng có thể chữa khỏi cho tiểu uyển sư muội trả lại sự trong sạch cho ta một khi bị hạ cổ nói thật thì sẽ nhanh chóng cắn nút sự sống của ký chủ trước khi sự sống hoàn toàn biến mất thì cho dù là có hỏi ký chủ bất cứ câu hỏi gì cũng đều sẽ trả lời thành thật sự sống của Tiểu uyên sư muội sớm đã bị cổ trùng cắn nuốt đến điểm cuối rồi, chỉ cần chuyển rời cổ trùng đi là sẽ mất mạng, đã không còn ý thức gì nữa rồi. Nếu không thì phương pháp sản sinh ra sự sống bình thường đều không thể nhanh bằng sự cắn nuốt của cổ nói thật được. Trừ khi là có đan dược bổ sung sự sống trừ thiên cực trở lên, nếu như cổ trùng không được lấy ra thì Tiểu Uyên mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Được rồi, Lạc Tình đi theo lão phu về chấp pháp đường để điều tra rõ chuyện này đi. Chuyện này liên quan đến Tô nhi của ta, nên ta sẽ giao cho trưởng lão chấp pháp điều tra, đảm bảo sẽ không oan uổng cho người tốt cũng sẽ không bao che cho bất cứ ai cả không cần thiết tinh dạ tiểu hữu muốn làm gì liễu sư diệt đã nói rất rõ ràng với cậu trạng thái cô ấy bây giờ không thể đưa ra phản ứng với ngoại giới trừ khi sử dụng tà pháp sư hồn sư hồn không được hồn phách một khi chịu tổn thương sẽ thật sự trở thành người thực vật yên tâm đi sư tỷ để sẽ dùng cách an toàn nhất để chữa trị cho tiểu uyên sư tỷ tỷ có lẽ biết sư đệ ta biết một ít y thuật cách đây không lâu còn khiến một người uống hàng chục loại thuốc cực độc sống lại đó chẳng phải là bản thân người sao có liên quan gì tới hiểu y thuật chứ hệ thống Ta bây giờ không tiện dùng bảng mua sắm, ngươi tùy tiện giúp ta mua một loại đan dược họ chưa từng thấy thương thành, rẻ nhưng mà vô hại. Được, đại sư tỷ, trước tiên cho tiểu Uyên sư tỷ ăn đan dược này bổ sung sinh cơ. Đợi đã, cái quỷ gì đây? Thế nào, yêu cầu ký chủ đề ra chẳng phải đều đầy đủ sao? Chưa từng nhìn thấy, rẻ, ăn vào không sao. Thật là một bình thuốc đẹp mắt, vậy mà còn viết tên thuốc trên đó. Đan hương rất độc đáo, chỉ là vì sao không có dao động linh lực? Quay về nguyên dạng, sư tỷ mau cho cô ấy ăn đi. Được rồi, mọi người lùi ra một chút. Đầu tiên mời cáo, thứ hai mời hoàng đế, thứ ba mời mãng xà, thứ tư mời trưởng lão, thứ năm mời phán quan, thứ sáu mời Diêm vương, cuối cùng mới mời Phiêu lão sư, con sâu nhỏ đừng ngang ngược, lung ta lung tung cái gì vậy, cố ra vẻ huyền bí, thiên địa tám thanh, đạo pháp vô thường, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp nguyên dương nhập thể mũ độc bất xâm cử dương thần kim chi thể hóa nguyên thần công tà ma rút lui rút lôi rất lôi ký chủ đang làm thao tác dư thừa gì vậy bản hệ thống chẳng phải nói dùng sinh tức của âm dương trị nghịch biến cứu cô gái này là được rồi sao ngươi hiểu cái dám ta bị sờ một chút liền sống lại cũng quá kinh hãi thế tục rồi ta càng thực hiện nhiều thao tác bọn họ mới càng hiếu kỳ ta mới càng an toàn cái gì sinh cơ của cô ta thực sự đang hồi phục không sao có thể hắn làm cái gì không hổ là hỗn độn linh căn thủ đoạn này lão thân cũng chưa từng nghe thấy hoa hoa đan đó và những pháp quyết ẩn niệm cũng rất lạ lắm nói không chừng là thượng cổ truyền thừa của phiêu lão sư mà hắn nói tông chủ hắn có thủ đoạn như vậy nói không chừng có thể để hắn thử xem tiếp hắn bây giờ tu vi còn quá thấp hơn nữa tổn thương mà pháp quyết này mang lại cho hắn hình như khá lớn hệ thống đừng hút linh lực tàn nữa sắp bị người hút khô rồi ký chu chẳng phải để ta giúp cậu biểu hiện chân thực hết sức sao đã đủ rồi ta nhìn thấy thái nãi nãi rồi tiểu uyển muội tỉnh rồi é đại sư tỷ muội đây là không thể nào châm môn cổ vẫn trong cơ thể cô ta sao cô ta tỉnh lại được cổ trùng vậy mà chủ động ra ngoài sinh cơ trong người tiểu uyển nhiều đến mức ngay cả cổ trùng cũng không cách nào tiêu hóa được sao tiểu uyển đừng nhúc nhích sư đệ ngươi làm gì vậy không dễ gì cổ trùng mới ra vậy mà lại nhét vào rồi đi đâu rồi không tìm thấy tiểu uyển sư tỷ nói chuyện bí mật lớn nhất của ngươi nhân lúc đại sư tỷ tắm rửa lén lút giấu quần con của tỷ ấy đi thì ra là ngươi đau đau đại sư tỷ ta sai rồi tiểu uyển sư tỷ lúc trước là ai đã giày vào ngươi còn hạ cổ nói thật với ngươi là vương đăng đại sư huynh đã sai khiến lạc tình sư tỷ làm không ta không có nàng ta nói bậy cổ nói thật vẫn còn ở trong người nàng những gì tiểu uyển sư tỷ nói bây giờ chắc chắn là sự thật vương đăng ngươi tàn hại đồng môn còn không mau nhận tội được chơi như vậy đúng không muốn chết thì cùng chết vậy tiểu uyển ngươi nói ngươi làm sao để xác định được hắn là luyện thi nói chung một khi nàng ta nói thật ra thì để xem người giải thích thế nào nếu như người muốn ngăn cản hoặc lấy cổ nói thật ra thì chứng minh người có tật giật mình hạ ai nói hắn là luyện thi hắn chỉ là một người thiếu niên đẹp trai ngốc nghếch trung tình mê luyến nhan sắc của đại sư tỷ ta mà thôi này trước kia ngươi không có nói như vậy xin lỗi lúc trước đều là đồ ngươi thôi bây giờ mới là nói thật Đùa gì chứ lúc trước ta cũng đã hạ cổ nói thật cho ngươi rồi ô xong rồi xong rồi tông chủ được rồi sự thật đã rõ ràng rồi, vương đăng người đã biết tội chưa? Không, không phải đâu, tông chủ, ta. Đều là lỗi của lão phu, phụ thân của hắn mất sớm. Lão phu lại bận xử lý việc trong tông, chỉ lo lắng tu vi cho tôn nhi mà lại coi nhẹ dạy dỗ tâm tính. Tông chủ muốn trách phạt thì trách phạt cả lão phu đi. Tâm có tông quy, vương tuyệt, ngươi còn là trưởng lão chấp pháp đường, đáng lẽ ra phải hiểu rõ mới đúng. Vương Đăng, là tình sát hại đồng môn, xử theo tông quy, đưa đến sám hối cốc, tốt quá rồi, cuối cùng, tiện nhân, đều là tại ngươi, tại người đã phản bội ta, chết đi cho ta. Lạc tình tỷ, tỷ chuẩn bị đi làm thần tiên rồi đúng không? Đúng vậy, lão muội sau này thôn của chúng ta sẽ có ta bảo vệ, thế chỉ cần nộp một nửa. À, thật là tốt, nghe nói chưa, đệ tử mới đến của tông môn có xuất thân từ một vùng hẻo lánh. Ha ha, chẳng trách lại quê như vậy. Này, không muốn thôn của ngươi xảy ra chuyện đúng không? Vậy thì xong tu với ta đi. Sư muội không sao đúng không? Đứng dậy được không? Chỉ cần tìm được núi dưỡng, thì ta có thể đứng vững chân trong tông môn rồi, chỉ cần có thể để cha mẹ, muội muội và mọi người trong thôn không phải sống cuộc sống khổ cực nữa, thì chuyện gì ta cũng có thể làm.